Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai vừa ứng dụng thành công kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới là hệ thống O-arm với đường dẫn không gian 3 chiều trong điều trị các bệnh lý cột sống. Các kỹ thuật này lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam, được coi là bước đột phá quan trọng trong phẫu thuật cột sống cho người bệnh. Chị Liên bị cong vẹo cột sống mức độ nặng đã 6 năm nay. Căn bệnh này khiến cho chị không thể đi lại được bình thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, sau một tuần phẫu thuật bằng phương pháp mới, chị đã có thể đi lại bình thường. Trước khi tôi chưa phẫu thuật, tôi bị đau vì là bị bệnh vẹo cột sống do thoái hóa đã 6 năm rồi. Tôi đi lại rất khó khăn, có những lúc tôi đau quá, tôi nằm 3 tháng không dậy được. Còn đây là phim chụp X-quang của bệnh nhân Nguyễn Thủy Linh, 18 tuổi. Cột sống của bệnh nhân bị cong vẹo, lệch hẳn sang một bên, đã trở lại như bình thường sau phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì phục hồi cũng nhanh ạ. Chỉ mất khoảng hết đau thì khoảng 2-3 ngày xong rồi là em đi lại được bình thường, chắc khoảng 1 tuần ạ. Thì em đi lại được bình thường. Đấy, xong bắt đầu từ đấy thì em tập đi lại các thứ, đứng lên ngồi xuống cho nó thuần ạ. Thì nó cũng không bớt đau đi, bây giờ thì hết đau rồi. Đây chỉ là hai trong số nhiều bệnh nhân bị các bệnh lý về cột sống được ứng dụng hệ thống OM với đường dẫn không gian 3 chiều trong phẫu thuật. Kỹ thuật này cho độ phân giải cao, toàn diện và chính xác hơn, giúp bác sĩ phẫu thuật thực hiện chuẩn xác, đặc biệt với các ca bệnh phức tạp, tỷ lệ chính xác lên đến 100%. Cái hệ thống này mà chúng ta có thể các can thiệp chúng ta có thể tiến hành qua da, không phải trực tiếp mở cái vị trí tổn thương như các phương pháp phẫu thuật thông thường. Bởi nếu chúng ta mổ vết mổ lớn thì thời gian mổ sẽ dài hơn, mất máu nhiều hơn và thời gian hồi phục của bệnh nhân sẽ lâu hơn. Do phương pháp hiện đại bây giờ chúng ta làm vết mổ nhỏ, thời gian mổ ngắn và những can thiệp tối thiểu thì chúng ta vẫn sửa chữa được cái tổn thương và bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, hiệu quả hơn, giảm thời gian nằm viện và bệnh nhân sẽ trở lại với công việc, với cuộc sống nhanh hơn. Việc ứng dụng thành công kỹ thuật mới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý cột sống, mở ra nhiều hy vọng cho những người không may mắn mắc bệnh.